Tối qua, một vụ cháy lớn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xí nghiệp Thắng Lợi thuộc công ty cổ phần Phú Tài, thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước của tỉnh Bình Định, thiêu rụi hàng ngàn mét vuông nhà xưởng cùng nhiều tài sản nơi đây. Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ 15 phút tại khu vực nhà xưởng chứa bàn ghế gỗ thành phẩm của xí nghiệp, và ngay sau đó đám cháy đã nhanh chóng lan rộng ra toàn nhà xưởng với diện tích là khoảng 3.000 mét vuông. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và lực lượng công an tỉnh Bình Định đã huy động 11 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã tạm thời được khống chế. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn trên. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 9, hơn 22 triệu học sinh trên cả nước tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây là năm học đặc biệt quan trọng vì là lần đầu tiên diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và cũng là năm mà ngành giáo dục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng ở tất cả các bậc học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Lễ khai giảng ngày hôm nay được yêu cầu diễn ra ngắn gọn, tinh giản, không quá 45 phút và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Với những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, lễ khai giảng sẽ được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ban hành chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành. Theo đó, toàn ngành tiếp tục tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản. Mục tiêu xuyên suốt trong 9 nhóm nhiệm vụ của năm học 2020-2021 là tiếp tục đổi mới và đảm bảo được chất lượng giáo dục. Từ 0 giờ sáng nay mùng 5 tháng 9, thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi trạng thái áp dụng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, một số lĩnh vực vẫn tạm dừng hoạt động như các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại các khu điểm vui chơi giải trí, các cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp phim, casino, phòng tập gym, pizza, yoga, các điểm internet công cộng. Hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành và hoạt động tắm biển tiếp tục tạm dừng, chỉ có hoạt động lưu trú được phép hoạt động trở lại. Tiếp tục dừng các hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh xuất phát đi hoặc đến các địa phương đang áp dụng các biện pháp theo chỉ thị 16, trừ trường hợp đặc biệt phòng chống dịch bệnh Covid-19. Một số lĩnh vực khác như nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ cho bán mang về, đặt hàng và bán hàng qua mạng, chưa cho hoạt động kinh doanh tại chỗ. Trong khi đó, thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho biết tính đến 6 giờ sáng hôm nay ngày 5 tháng 9, Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19. Như vậy là trong 12 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Hiện có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Hiện có 10 trường hợp có tiên lượng rất nặng và nguy kịch. Số trường hợp cách ly chống dịch đã giảm từ hơn 61.000 người xuống còn hơn 43.000 người vào sáng hôm nay. Tại cuộc họp chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều tối qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho biết đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ thống nhất mở lại đường bay quốc tế từ ngày 15 tháng 9 và đã bàn kỹ các phương án để đảm bảo an toàn cho người dân. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá với số lượng mỗi quốc gia có một chuyến khứ hồi mỗi tuần, số lượng nhập cảnh sẽ khoảng 5.000 người. Con số này đã được đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở năng lực cách ly của các đơn vị quân đội địa phương. Về quy trình kiểm dịch cũng đã có đầy đủ các văn bản hướng dẫn. Các chuyến bay này sẽ ưu tiên hành khách là nhà ngoại giao, công vụ, công dân Việt Nam có nhu cầu về nước, công dân đi lao động ở nước ngoài, người nước ngoài, các chuyên gia, nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp ở Việt Nam.